Mình sẽ giới thiệu theo thứ tự những sản phẩm mình đang dùng và sẽ theo thứ tự xếp giá. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là sau một thời gian vượt lười này, vượt drama, vượt hóng hớt, thì hôm nay mình đã quyết định quay trở lại để làm video clip này cho mọi người. Và clip này là mình đã hứa hứa rất là lâu rồi, bây giờ mình phải làm, không mọi người sẽ bảo là mình thất hứa mất. Và clip của ngày hôm nay sẽ là giới thiệu những cái sản phẩm pin mà mình đang xài. Phải nói là mình định lên clip từ rất là lâu nhưng mà tự nhiên mặt mình bị lên mụn. Thế nó hóng hớt drama mấy ngày thức khuya, cho nên nhiều hôm là cũng làm việc này nọ kia thì thức khuya thì bắt đầu mặt bị nổi một vài cái mụn, cho nên mình phải tiêu diệt hết mụn đi đã, mặt mình đẹp đẽ đi đã rồi mình mới dám lên hình, nếu không mọi người sẽ nói ủa sao bây giờ xài sản phẩm này mà lại để cho mặt bị mụn thì cũng khó chịu luôn, mình cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là mình quyết định là đợi cho khi da mặt mình nó ổn định trở lại bình thường thì mình mới quyết định lên clip cho nó xinh đẹp. Và mình nói trước là đây cái những là những cái sản phẩm mỹ phẩm mà nó phù hợp với da của mình và theo nhu cầu của mình luôn. Phải nói thật lòng là mình rất là ngại khi mà làm cái những clip như thế này, là bởi vì mỗi lần mà mình giới thiệu một cái sản phẩm nào đấy và hoặc là review mà mình thấy dùng tốt hoặc dùng ok hoặc là những cái sản phẩm mà mình đang dùng chẳng hạn, mà lỡ mà bạn nào không tìm hiểu kỹ và cũng không hiểu rõ da của các bạn ai phát, các bạn đơn giản là các bạn nghe theo và mua về sử dụng nhưng nó không hợp, nó không phù hợp với da, không hợp với các bạn, thì rồi các bạn bị ban mặt chẳng hạn, thì tự nhiên mình trở thành bị mang tiếng kiểu như là nghe theo bà cha xong rồi cuối cùng mặt bị ban mặt chẳng hạn. Đó thì là điều mà mình không có muốn. Thành ra trước khi mà các bạn xem clip này thì mọi người hãy giữ một cái đầu thật là lạnh và hãy đưa ra sự lựa chọn khi mà các bạn thật sự biết là da của các bạn có phù hợp với sản phẩm ấy không ha. Như mọi người đã thấy là mình vừa có một cái bức bình phong mới. Thật ra cái này cũng không mới, mình đã khoe ở trên Facebook rất là lâu rồi, nhưng mà đây là clip đầu tiên mình xuất hiện với cái bức bình phong này. Và đây là cái bức bình phong Made in Việt Nam, làm bằng tre Việt Nam cùng với các cái họa tiết rất là Việt Nam luôn, và một chút Việt Nam sang Đức, là mình cảm thấy rất là thích thú về điều đấy. Và hôm nay mình quyết định mặc một cái áo dài Việt Nam luôn, điệu quá ha. Đây là cái áo dài của má chồng mình tặng, là áo dài của má chồng mình, và mình về mình trấn lột của má. Mà mình về Việt Nam mình thấy đẹp quá, mình lấy, mẹ con lấy nha, mẹ mẹ không mặc nữa con lấy, cho nên nó cũng nhìn nó hơi retro, tại vì đây là những cái áo dài bằng gương những năm năm 2000 thì phải đấy, hồi xưa rồi, bây giờ mình retro mình mặc lại mình thấy nó vẫn đẹp mà. Nó không có tân thời nhưng mà nó có gì chút đấy cổ điển mà mình rất là thích. Và hôm nay quyết định lên hình với chiếc áo dài cộng với bức bình phong của Việt Nam. Và không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu những sản phẩm mình đang xài ha. Mình sẽ giới thiệu sản phẩm theo thứ tự mà hàng ngày mình sử dụng luôn ha, để mọi người có thể có một cái cách nhìn tổng quát hơn về những cái cách sử dụng của sản phẩm luôn. Đầu tiên là nước tẩy trang vào ban đêm, tại vì ban ngày thường thì mình không có trang điểm nhưng mà mình lại sử dụng rất là nhiều kem chống nắng, cho nên là để đảm bảo là cái kem chống nắng được lấy đi dễ dàng khỏi cái mặt mình, thì cái sản phẩm mình dùng là rất là rẻ luôn. Đây là của Kiehl, hãng Kiehl này hoặc là CN cũng không biết đọc như thế nào hết, là một hãng của Lidl. Sản phẩm này được đánh giá, được Ecotest của Đức đánh giá là da good, là rất là tốt, thành phần nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng, và mình không chỉ sử dụng cho mình mà mình còn sử dụng cho bé con nhà mình nữa. Và mình dùng sản phẩm dành cho da nhạy cảm và da khô, mặc dù là da mình là da có xu hướng dầu, da hỗn hợp thiên dầu, và mùa hè thì nó sẽ là da dầu, nhưng mà mình không thích những cái chai nước tẩy trang dành cho da dầu, bởi vì khi mà mình cảm thấy sau khi mình dùng những cái chai để da mình nó rất là khô, rất là căng mà mình không có thích. Thì cho vùng mắt mà dùng mascara, đặc biệt là loại mascara mà không thấm nước á, thì mình dùng tẩy trang bằng dầu dừa bình thường thôi á, ấp vào mắt xong rồi mình tẩy trang rất là nhẹ nhàng, và sau đó mình rửa mặt lại, lau khăn giấy và lau qua một lần nữa bằng nước tẩy trang này thì nó đi hết cái mascara đấy, thành ra là khá là ok. Và cái loại mascara mình xài thì cũng không phải là mascara gì đặc biệt hết, cũng mascara khá là rẻ tiền của Catrice trong DM hay là Rossmann thôi, thành ra là nó cũng không khó để mà tẩy trang. Rồi tiếp theo là sữa rửa mặt. Thì nếu mà bạn nào đã từng xem clip cũ học tiếng Đức qua mỹ phẩm của mình á, thì sẽ thấy là mình dùng thường hầu hết là Aoka, Garnier là hai cái hãng mình hay xài nhất. Và bây giờ là mùa hè thì mình cũng chỉ có như vậy thôi. Mình dùng Garnier, loại Garnier Hautclar, thì cũng không có nói gì nhiều, cái loại này dành cho da dầu mụn.
Mùa đông thì con này nó sẽ hơi bị khô, thì mình sẽ đổi sang Aoka hoặc là Neutrogena. Cái chai Neutrogena Kukumai màu màu vàng, đó cái loại Rhinium gel đấy, thì khá cái sự phát triển của nó hay là thân di độc của nó khá là nhẹ nhàng cho da. Nhưng mà mùa hè thì mình thường cảm thấy là da mình nó đổ dầu nhiều hơn, bám bụi nhiều hơn do mình đi ra đường nhiều hơn, cho nên là mình muốn làm sạch cái da hơn, thành ra mình sử dụng sữa rửa mặt này để đảm bảo là da sẽ sạch hơn. Thành ra bạn nào mà dùng em này á, thì nếu mà da khô thì nên suy xét ha, còn nếu mà da dầu thì có thể tham khảo. Nói chung là nhiều khi cũng các bạn sẽ thấy hơi mâu thuẫn là tại sao mà đi xe Vaseline thì mình lại dùng loại dành cho da khô mà dùng cái này lại dành cho da dầu. Nói chung là đó là cảm nhận trên da của mình thôi, chứ cũng không có cái nguyên tắc nào. Và sáng tối thì mình dùng đều dùng sữa rửa mặt, tại vì mùa hè mà khi mà mình ngủ dậy thì thường cũng có da có xu hướng đổ dầu và nó bóng hết cả lên, và mình để đảm bảo chắc chắn là da mình không bị bám bụi do chăn ga gối đệm bám vào mặt chẳng hạn, thì mình vẫn sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng. Đối với mình thì toner là một thứ rất là quan trọng. Thì trước đây thì mình dùng Rosenze này kia. Các bạn nào xem clip mà học tiếng Đức qua mỹ phẩm thì cũng biết là mình sử dụng toner chưa AHA của Asina hay là của Biovegan chẳng hạn. Thì bây giờ thì mình đang sử dụng toner của Cesar Cosma. Thì phải nói luôn đây là sản phẩm của nhà trồng được, tức là sản phẩm của công ty của mình do mình sản xuất. Thì đây là thương hiệu của mình ha, nếu mà bạn nào chưa biết. Và đây là Physiste Tonic AHA, tức là toner chứa AHA, là tẩy da chết dịu nhẹ và có độ pH tầm 3.8 đến 4.2. Và từ ngày mình dùng toner AHA thì mình hầu như là bỏ qua bước tẩy da chết vật lý, tại vì gần như mình dùng mỗi ngày, buổi sáng và buổi chiều luôn. Sau bước toner là bước serum, thì mình sẽ chia ra serum sáng và serum tối. Thật ra thì mình cũng không có nhiều xài nhiều serum lắm đâu, nhưng mà ở đây chủ yếu mình sử dụng serum vào mục đích là, một là dưỡng ẩm, thứ hai nữa là chống oxy hóa, thứ ba nữa là ngừa các vết nám tàn nhang cũng như là thâm, giúp da được sáng đều màu. Đó là ba cái yêu cầu mà mình đưa ra để lựa chọn những cái serum phù hợp với da của mình. Thì mình dùng kem chống nắng và hai em serum này. Và sau khi dùng bước toner thì mình sẽ bôi vitamin C của Cesar Cosma giúp hỗ trợ kem chống nắng được chống nắng được tốt hơn. Nó là dạng dẫn xuất SAP, cho nên là khi mà sử dụng nó buổi sáng thì mình sẽ không có phải lo là nó sẽ bị oxy hóa nhanh mức độ gây vàng da. Và đây là sản phẩm của mình làm của nhà trồng được. Mình đặt một công ty rất là, đây là hãng của mình mà. Thì như mọi người thấy nó rất là loãng và thấm rất là nhanh. Sản phẩm tiếp theo của mình là sau khi dùng vitamin C chính là Niademi, cũng của Cesar Cosma luôn. Thì Niademi chứa thành phần chính là niacinamide khoảng 5% và một cái peptide acetin theta peptidoid số 9. To với vitamin C á, thì Niademi nó lại đặc hơn một xíu, khả năng thấm thì chậm hơn một xíu, nhưng mà nó thấm cũng rất là nhanh. Độ pH thì nó cũng nằm ở ngưỡng tầm 6, nó không có sự chênh lệch độ pH với vitamin C lắm, thành ra mình mới quyết định là ok, cái nào lọc trước đặt sau. Thì đây là hai sản phẩm của Cesar Cosma. Sau khi mà dùng hai serum này xong rồi á, thì mình sẽ quan sát ra một chút. Nói chung là tùy thuộc vào mùa, ví dụ như là mùa hè nóng chẳng hạn thì da mình nó có hiện tượng đổ dầu, thành ra mình sẽ không có bôi kem dưỡng ẩm mà bôi thẳng luôn kem chống nắng. Thì đây là kem chống nắng mình sử dụng, chắc là bạn nào ở Việt Nam thì sẽ biết nó là Anstruis SPS 50. Mình đang sử dụng em này cũng tính nó cũng hơn 2 tháng rồi và mình rất là thích, nó sắp hết rồi. Cũng gần 2 tháng nó sắp hết, còn có chút chiêu à. Đó, thì đây là kem chống nắng mà mình đang sử dụng, quang phổ rộng 5 sao, rating 5 sao lẫn chống được UV4A, UV4B. Và phải nói là cái con này nó hơi kén chọn, là bởi vì hầu như là nó bôi, nếu bạn bôi trước một cái kem dưỡng ẩm á, mà mặt còn hơi ẩm và nó, thì cái kem nó rất là khó tệp vào và nó chứa được gây víu bóng. Nhưng mà điều rất may mắn là mình độ được em đó và kết hợp được với Cesar Cosma không có vấn đề cả. Hiện tại như mặt mình chẳng hạn là mình đang dùng hai em này và với kem này thôi đó. Rồi, còn nếu mà vào mùa thu đông thì nó sẽ hơi hanh khô một chút, thì mình sẽ phải cũng quan sát da. Thì có hai trường hợp xảy ra là nếu mà nó hơi hanh khô một chút thì mình phải bổ sung thêm một lớp kem dưỡng ẩm. Thì mình lại vẫn là cái rất là quen thuộc của mình, hai sản phẩm rất quen thuộc. Nếu bạn nào thấy mình ở trên hội Tâm Mê Làm Đẹp tại Đức hoặc là trong clip học tiếng Đức
cục mỹ phẩm chẳng hạn thì mọi người sẽ biết là mình sử dụng em này rất là lâu rồi, đó chính là Aoka hoặc là Zevamed vitamin E 2%. Thì cái Aoka này thì chỉ dùng được ban ngày thôi và nó có khả năng kiềm dầu tốt. Mình thường dùng nó là bắt đầu tầm từ hè sang thu, lúc đấy là da mình chưa khô quá nhưng nó cần có một cái kem dưỡng ẩm được tốt để tránh bị mất nước thì mình sẽ dùng Aoka. Nhưng mà từ thu sang đông chẳng hạn thì da thường có xu hướng là mất nước nhiều hơn là do mình không khí nó khô hơn, lạnh hơn, rồi lò sưởi mà mình lười uống nước hơn á, nên là da mình sẽ khô hơn, mình cần một cái kem gì nó có thể dưỡng ẩm tốt hơn, tức là nó giữ ẩm được tốt hơn, thì mình dùng Zevamed với vitamin E 2%. Thì cái kem này dùng được cả ban ngày lẫn ban đêm mà mình rất thích. Và hiện tại thì mình vẫn đang dùng kem này và không phải dùng vào ban ngày nhưng mình dùng nó vào ban đêm, dùng kem chống nắng vào ban ngày, còn ban đêm thì mình chỉ dùng một em này thôi. Và như mà nói trước là hiện tại thì mình kết hợp giữa em này cũng với Aoka cũng ok. Có điều là cái mặt mà nó bóng nhảy luôn á, nó bóng, nó không bị vó nhưng mà nó bóng nhảy hết cả lên. Mà để mình không thích thì mình quyết định là bỏ bớt kem dưỡng ẩm ra, chỉ dùng kem chống nắng rồi mình thấy nó cũng đủ ẩm rồi. Cho mình sẽ không dùng kem dưỡng ẩm vào mùa hè. Còn mình thật sự là mình cũng chưa thử kết hợp em này với em này như thế nào hết. Chắc là để mùa đông tới xem sao. Rồi. Và đó là ban ngày. Ban đêm thì cũng tương tự. Ban đêm thì mình cũng dùng hai em này. Và ngoài ra thì để ban đêm thường mình có nhiệt độ xương sẽ thấp hơn một chút và mình thường tăng cường dưỡng ẩm cho da vào ban đêm. Ban đêm nếu mình dưỡng ẩm được tốt, đặc biệt là mình trữ nước cho da được tốt, thì cái lớp da của mình sẽ rất là mềm và ban ngày của mình cũng sẽ đỡ mất công dưỡng ẩm hơn. Mình thấy như vậy. Cho nên ban đêm thì ngoài hai cái serum vitamin A và niacinamide ra thì vitamin C chứ nhầm, vitamin C và niacinamide ra, thì mình còn dùng thêm Aquanova Beauty Concentrate, cũng là một sản phẩm của Cesar Cosma. Nó là một cái serum cấp nước, thành phần chính là hyaluronic acid, hyaluronic, nó là đơn giản thôi và nó khá là đặc. Nhưng mọi người đừng có nhìn nó đặc thì mọi người lại nghĩ là nó thấm siêu nhanh luôn á, và bình thường mùa hè thì chỉ cần một giọt như thế này là đủ rồi, là đủ ẩm cả cái mặt rồi. Còn nếu mà mùa đông á thì phải có thể tăng lên dùng 2-3 giọt. Và sau đấy mình sẽ dùng cái bình xịt khoáng này này, mình xịt lên để da mình có cảm giác cảm da mình được trữ nước cực tốt và tạo ra cái effect là glow skin, nó kiểu da nó óng ánh vậy, mà thường là do trữ nước. Thì đấy là chính là cái vitamin, cái Aquanova của mình. Mình xịt nước cho nó thấm hơi lâu, nhưng mà con em này thì bình thường thấm cũng nhanh lắm. Lúc mà mình khách của mình mua cái em này á thì mọi người không biết, mọi người bôi nhiều quá xong rồi sau đấy nó bị vón, mình chỉ dặn là bôi một hoặc hai giọt thôi, nhiều nhất là 3 giọt thôi hoặc là 4 giọt thôi, chứ mà bôi nhiều quá là sau đấy nó bị vón, tại vì nó hút nước không chỉ của nó, của môi trường của da, nó hút nước từ các sản phẩm khác nữa cho nên nó bị vón. Mà bởi vì mọi người bôi nhiều là bởi vì mọi người thấy nó hút nhanh quá, mọi người không có cảm giác, mọi người bảo cảm giác là bôi không chưa bôi gì đó, nhưng thật ra là nó bôi rồi đó. Thì mình cũng kể mỗi lần mình dùng cái này mình sẽ kết hợp với em này, thì vào buổi tối á thì mình sẽ bôi hai cái serum này, hoặc là mình hứng mình lười thì mình chỉ bôi một trong hai cái thôi, và sau đấy mình dùng Aquanova và bình xịt khoáng này để đảm bảo là da được trữ ẩm, trữ nước, và sau đấy là mình dùng kem đêm là Zevamed. So, nói qua một chút, nói lại về tác dụng của cái ba cái serum mà mình lựa chọn này nhé. Thứ nhất là vitamin C để hỗ trợ kem chống nắng, và thứ hai chống lão hóa và ức chế miễn dịch sắc tố. Loại thứ hai nữa là niacinamide, tức là vitamin B3, thì giúp khả năng điều hòa sắc tố da cũng như là điều tiết lại cả lượng tiết dầu của da nữa, cho nên là mình dùng em này kết hợp với em này để mà có thể điều hòa được sắc tố da của mình, và một serum cấp nước. Rồi. Câu hỏi nữa là mình có dùng retinol không? Có, mình có dùng retinol, và hiện tại mình đang dùng một dẫn xuất của retinol, đó chính là Crystal Retinol 6, tức là nồng độ khoảng 0,6% retina, retina, là một sản phẩm của Medi cấp 8, mình mới dùng cũng được khoảng 2 tháng thôi. Và mỗi tuần thì mình duy trì 2 buổi Medi cấp 8 này, hiện tại là đang 2, một tuần 2 buổi Medi cấp 8. Nó rất là nhẹ nhàng và mình không có bị bong chóc gì hết, nhưng mà mình cũng cảm thấy là cái nền da của mình nó rất là lúc nào cũng bóng và cũng đều màu, đó chính là vì mình xài em này. Thì rất là hay là mình dùng mình dùng retinol chứ không dùng retinol nha. Lý do tại sao tại mình thích thì là tại mình thích thôi, và nó hạn chế kích ứng so với retinol. Theo những gì mình đọc được thì nó hạn chế kích ứng hơn so với retinol,
mà mình cá nhân mình dùng thì mình cũng thấy thích. Thì điều rất thích là hai cả hai sản phẩm serum của Cesar Cosma của mình cũng đều có thể kết hợp được với retinol của Media Cacta, không có vấn đề gì hết. Thì mình vẫn dùng theo thứ tự là lỏng trước đặt sau, tức là lỏng là ESC, sau đấy là Niadami và sau đấy là Media Cacta Max Cacta. Thì sau khi bôi mấy cái này xong thì vẫn là kem khoa ẩm là Zeramax Vitamin E2 này, nên mình sẽ không có vấn đề gì với cấp ẩm. Nếu mà hôm sau thấy da có vẻ hơi căng căng, hơi kiểu khô khô, bắt đầu bong chóc một chút, thì mình vẫn có thể cung cấp nước thêm cho da bằng Serum Aqua Nova. Ngoài ra một tuần thì mình cũng có tẩy da chết, nhưng mà như nói là mình không có tẩy da chết vật lý là bởi vì mình dùng hầu như hàng ngày toner để tẩy da chết hóa học rồi. Thành ra là mình một tuần mình có tẩy da chết AHA một lần và BHA một lần. Đặc biệt những cái tuần mà trước cái kỳ kinh một tuần, ví dụ như thứ hai tuần sau mình có kinh chẳng hạn, thứ hai tuần này là mình nguyên cái tuần đấy từ hai thứ bảy, thì mình sẽ có 3 buổi để sử dụng BHA. Bình thường trước kỳ kinh thì là da có cơ chế là tiết dầu nhiều hơn, cho nên rất là dễ bị gây mụn. Trước kỳ kinh một tuần mà mình chăm làm sạch da chẳng hạn, như sử dụng BHA chẳng hạn, thì khả năng bít tắc, lỗ chân lông cũng như là khả năng gây mụn vào thời kỳ kinh nó rất là ít. Và chính vì vậy mà mình có thể vượt qua được kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng, không có bị mụn, không có bị nở hoa trên mặt. Thì hai sản phẩm mình đang xài để tẩy da chết hàng tuần đó chính là AHA Fluid 10% của Asina. Cái này khá là mạnh, nó khá là châm chích. Một tuần mình chỉ dùng nó một lần thôi. Loại thứ hai là BHA của Porito chứa 2% Betaine Salicylate. Mình thích dùng dạng BHA mà dạng Betaine Salicylate hơn là dạng Salicylic Acid, vì nó thứ nhất là nó da không bị khô, nhờ có Betaine mà da mình sẽ ẩm hơn. Và một tuần thì như mình nói là thứ hai mình dùng em này vào buổi đêm, để khoảng 20 phút sau thì bắt đầu độ pH nó hạ xuống, nó trở lại bình thường rồi. Lúc ấy mình có thể skincare như bình thường, thì mình vẫn sử dụng các cái loại serum của mình đang có và kem dưỡng ẩm như bình thường. Đó, đây là cái loại leave on chứ không phải loại lửa trôi. Ngoài ra nếu mà mình có bị lên mụn chẳng hạn, thì để hạn chế khả năng viêm của mụn cũng như gom cùi mụn nhanh, thì mình dùng zinc lotion. Nếu mà bạn nào theo dõi hội đẹp thì biết là em này khá là nổi trong hội đẹp của mình, thì đây là mình đã giới thiệu cho khá nhiều bạn. Đây là kẽm oxit 25%, cái này chỉ mua được ở tiệm thuốc thôi. Mình rất là thích em này vì dễ bôi, dễ tán, dễ khô và nó không có làm dơ quần áo gì hết. Điểm tệ nhất của em này là hạn sử dụng có 3 tháng thôi, mà không phải lúc nào mình cũng có mụn, lâu lâu mình mới bị lên cái mụn. Nhưng mà chung là mình khá thích em này, tại vì lỡ mà mình có bị kích ứng bôi quá tay gì đấy xong nó bị đỏ, bị rát, mình bôi zinc lotion thôi thì da cũng khá là dịu. Đó là tất cả những sản phẩm mình đang xài. Nếu như mọi người để ý thì mình sẽ không có nhắc đến cái việc đắp mặt nạ, tại vì thật ra mình rất là lười đắp mặt nạ và lâu rồi mình cũng không có đắp mặt nạ. Thỉnh thoảng mình đắp mặt nạ mà và các bạn hỏi mình có mặt nạ thật không, thì ngày xưa thì mình thích cái vitamin C của Chabon hay là Chabon gì đó, của trong DM Rossmann ấy, mà cũng lâu rồi mình cũng không có mua, là tại vì mình được tặng mọi những người bạn của mình mỗi lần quý mình á, thì mọi người hay tặng mặt nạ của Hàn Quốc rồi Nhật Bản rồi Trung Quốc, Đài Loan để cho mình thử, và mình rất là thích. Thành ra bây giờ nhà mình rất là nhiều mặt nạ. Và mình cứ thấy mình đắp thì mình cũng không có phân biệt là cái nào với cái nào đâu. Đối với mình các mặt nạ thì hầu như chỉ cấp ẩm và hầu như cũng như nhau cả. Cho nên là mọi người hỏi là mình đắp mặt nạ nào thì thật sự là mình không biết. Tại vì mình có là mình đắp thôi và mình cũng không có kén chọn như các mặt nạ đó. Còn nếu mà bỏ tiền đi mua thì mình chỉ mua đúng cái kênh vitamin C của Shabin. Và khi mà mình mua cái đấy thì thật ra không phải nhắm vào vitamin C. Thành phần đầu bản của cái mặt nạ đấy chính là niacinamide. Và mình là một người rất niacinamide, cực kỳ thích cái vitamin B3 đấy. Thế đến mức độ là hồi trong mình học ở trong trường đại học á, là lúc mà chọn, bọn mình phải chọn một cái, làm một cái sản phẩm chứa một cái hoạt chất nào đấy, thì mình đã chọn ngay vitamin B3, niacinamide để làm cái serum. Bọn mình phải tự điều chế cái serum đấy, xong tụi mình phải tự bôi lên mặt rồi kiếm người để prober, gọi là prober, kiếm người để thử cái thuốc, cái serum đấy, xong rồi mình phải đo đạc này nó kia để có xem nó có hiệu quả hay không á. Nhớ chứ, là từ khi mà mình tốt nghiệp xong thì mình nói là mình sẽ có sản phẩm vitamin B3, ta phải có cái sản phẩm niacinamide, chứ là mình rất là cái sản phẩm đấy, thích cái hoạt chất đấy. Thì nó là lúc khi mà mua cái mặt nạ để mà đắp mặt á, thì mình cũng chọn sản phẩm chưa đầu bạn chưa niacinamide, chứ không phải vì nó là vitamin C. Và như mọi người cũng nghe mình kể là mình hay được tặng masker, thế nên mình cũng gợi ý luôn, nếu mà bạn nào muốn tặng quà cho mình thì cứ tặng masker đi, mình vui lắm. Bao nhiêu đối mình cũng càng nhiều càng, đối mình là càng nhiều càng ít. Đối mình bao nhiêu cũng không đủ hết. Cô chia ra nhà lên đây hả, lên thành không. Là chê ra, là xe ra.
Thì ra lên logo với mẹ luôn. Đây là con linh vật của mình. Thì mọi người cũng thấy là những cái sản phẩm mình đang dùng khá là dễ kiếm. Hầu hết là có thể mua ở trong DM, Rossmann hoặc là tiệm thuốc. Đối với sản phẩm Cesar Cosma thì mọi người muốn tham khảo, muốn xem thì mọi người có thể kích vào cái link ở dưới phần Facebook. Đó chính là sản phẩm công ty của website của công ty mình. Và mọi người có thể xem, quan sát, xem về công ty, về sản phẩm. Thì ở trong website của công ty thì mình có chia ra hai ngôn ngữ, một là trang chủ bằng tiếng Việt, một trang chủ bằng tiếng Đức. Riêng cái mục shop ấy, thì là vì mình làm với công ty Đức, và công ty Đức thì nó cũng hơi gọi là hơi chậm về technique, nó chỉ làm được bằng tiếng Đức thôi, nó không làm được các ngôn ngữ khác. Nên là mình đành để tiếng Đức vậy thôi. Dù sao thì nó cũng là công ty Đức mà. Cho nên là mọi người có thể vào đây để tham khảo sản phẩm. Và nếu các bạn nào muốn mua thì có thể đặt hàng trực tiếp ở trên shop online của Cesar Cosma hoặc là inbox cho fanpage Cesar Cosma Cosmetics. Thì mình cũng sẽ tư vấn và chốt đơn cho mọi người để mọi người có thể chuyển khoản và mình, để mình gửi hàng. Còn với một số sản phẩm như kiểu đặc biệt như kiểu Anstruis này hay là Medicap 8 thì thật sự là phải đặt online. Nếu là Anstruis thì đặt trên Amazon. Mình đang hiện tại mua trên Amazon và cũng hy vọng là trong tương lai có thể mua ở đâu đấy ở trên Đức. Và Medicap 8 thì mình cũng đặt online thôi. Một cái trang nào đấy mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà như cũng bán dược mỹ phẩm hay sao đó. Thì mình cũng mua và mình thấy khá là thích. Texture của nó rất là mềm mỏng. Wow. Cái màu này là màu rất là typical, màu rất đặc biệt của retinol. Tại vì hồi xưa mình xài cái kem chứa retinol của Avène cũng cái màu tương tự. Nó thấm cũng rất là nhanh nè, nhưng mà cảm thấy nó ẩm hơn, hơi giống kem nhưng ẩm hơn. Và hình mình vì một tuần mình chỉ dùng max đang có 2 buổi nên là mình không có bị bong chóc gì. Và mình dùng BHA cũng cái loại beta in salicylate nữa, cho nên nó cũng rất là nhẹ nhàng với da. Thành ra là nếu mà các bạn quan sát, chủ yếu là sản phẩm mình xài nó rất là nhẹ nhàng với da, và mình cảm thấy là tại sao mình phải hành hạ cái da mình, phải ăn tạc da mình để làm gì, đúng không? Với cả là mình cũng ở một cái độ tuổi so với các bạn bây giờ là các bạn rất là lợi thế hơn mình thời xưa. Tụi mình 19 tuổi rồi Việt Nam đi sang Đức, thì từ trước 19 tuổi mình không có khái niệm dùng mỹ phẩm là gì hết. Tại vì cái thời đấy chắc chỉ có một cái Sunplay là cái kem chống nắng thôi ấy, chứ còn không có khái niệm là kem dưỡng da hay là kem trị mụn hay là kem gì như bây giờ đâu. Toàn là mấy cái kem của Thái Lan hay là làm trắng của Thái Lan đó kia. Nhưng mà mẹ mình không cho xài, mình còn ở Huế, ở nhà mình cũng khá là nghiêm khắc nên mình không có được xài ấy. Kể cả kem chống nắng cũng không, bôi son gió đi học là sẽ bị coi là hư hỏng nên mình không có xài gì hết. Để mặc trần đi ra ngoài nắng rồi chỉ đeo khẩu trang tránh bụi thôi. Rồi sang Đức thì bắt đầu ở bên này có nhiều sản phẩm mỹ phẩm hơn, nhưng mà mình cũng không phải là một người hồi đấy mình không hiểu sao mình không có quan tâm lắm về mỹ phẩm đâu. Nên mình chơi với bạn bè, thì bạn bè chỉ cho mình cách dùng mỹ phẩm, thì mình bắt đầu dùng kem dưỡng ẩm, mình tìm đến Aoka, sau đó thì mình kêu kem chống nắng. Nhưng mà thật ra cũng không có quan tâm nhiều về dưỡng da hay là gì hết, và quan tâm đến make up nhiều hơn đó, đi theo Michelle Phan chẳng hạn đó. Đấy. Thì sau và đến khi mà phải đến lúc mà mình bắt đầu học theo học ngành này, mình cảm thấy mình thích ngành này, mình bắt đầu tìm hiểu hơn, thì mình bắt đầu tìm hiểu mỹ phẩm nhiều hơn. Mình nó hơi bị ngược với các bạn, là có nhiều bạn là bắt đầu dùng mỹ phẩm nhiều và bắt đầu đi tìm hiểu về kiến thức sau đấy của nó, còn mình thì ngược lại. Mình thì mình học kiến thức từ trước, bắt đầu mình thấy thích thú, bắt đầu mới nhảy ra thị trường để đi kiếm thực tế, để kiểu kiếm kinh nghiệm thực tế, bắt đầu mới tìm hiểu về mỹ phẩm. Nó hơi bị ngược như vậy. Nhưng mà mình rất là nhát, nên là mình không dám dùng cái gì quá mạnh cho cái mặt của mình hết. Và mình cũng cảm thấy là bây giờ mình 30 mấy tuổi rồi, và bây giờ mình bắt đầu ăn tạc với mỹ phẩm á, thì khả năng phục hồi của da mình sẽ rất là kém. Thì mình cũng lớn tuổi rồi, sinh con rồi, cho nên là sẽ không được, da không được khỏe như các cái bạn đôi mươi nữa. Thành ra cái chuyện thử nghiệm một cái gì đấy để làm banh chành cái mặt của mình á, là một điều mình không bao giờ nghĩ tới và không muốn nghĩ tới nó. Mình không dám liều luôn á, tại vì khả năng phục hồi vết thương cũng như là phục hồi da của người lớn tuổi sẽ khó hơn người trẻ tuổi rất là nhiều. Thành ra là mình muốn cái gì đấy lâu dài và nhẹ nhàng thôi, nên là mình cũng sử dụng những sản phẩm rất đơn giản và nhẹ nhàng. Và lúc mà Cesar Cosma sản phẩm của mình cũng vậy, cũng là những sản phẩm đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà có kết quả, chỉ cần là kiên trì. Và hiện tại thì cũng sắp kỷ niệm 1 năm sản phẩm được ra thị trường rồi, và mình cũng có một cái lượng khách nhất định, và mình rất là cảm thấy rất là vui về điều đó. Và đó là nội dung của clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau ha. Bye bye.